Okay, now we read the new word first in unit 29. Cower, cower, cower. Miss, miss. Wet, wet. Call, call. Hình dung để sao về ở tay đặc cách cái time ed. Call, carry, carry. A long time ago, a long time ago. Last week, 3 days ago. 3 days ago, yesterday, last night. Ok, nó có nông như địch thì một phần bằng buồn lý cứ cùng nó cứ cho người phốn talk about what you did at the weekend and describe things you did had when you were young. Hãy nâng ở phốn dù cần là chú bác thang kết ông Pi tùm rống ở tay đặc cả nó không thì sao ông kể để dự hào thá phát sinh phổ. Ok, tỏ việc chậm bám an mê đến một lần an mê đến lục rưu xông chạy thà rồi cả thọt video và lục rưu cư an bị tùm phổ đá nây mê đến như mùi mùi rồi đòi chồng mình chậm nây mê đến hãy bàn chậm khi còn đi ngay phổn sắp bỏ phải phổn căn hình dụng mê đến này cư phá rất láng cồm nóng chuối phổn phổ đà riêng xoay phổn ảnh mùi tổ và lục rưu đâm bay phổn rứng chúng ta đang phổn bàn thang một tòa phí phổn riêng nâu xa lạ. The good old day thì là thằng ngày đầu ó ngày trong dịch thật ngày phí môn. When I was young, nơi phê đẹp chấm lực mê. Look at the photos, really more thought. How old are they in the photos? Ta phụ kê ở dụ phần mạng, phụ quạt ở dụ phần mạng, nhưng không rụp thọ. What did they do? Ta phụ quạt thừa ấy là về đặc phụ quạt nó không mê. Guess the aimer, tell your partner, prap lại cú rồi bằng nè. Ok, now listen. Chẳng phụ ai bác sư phụ bộ phụ nó tụng phụ ở khẳng chống. Mình lên tìm một phần bằng bốn. Mình lên tìm phần bốn, bốn cái đấy cứ theo đó. Trên một phần bốn, trên mùi. Thêm đó. Trên phần bốn, trên mùi. Nó tầm phố phí rối, một phần bằng mùi. Chúng bốn vừa thật ngọt lý, nó tầm phố nắng. Hãy phụ chẳng tiền sạp. Ok, tọc chậm lắm. Cửa nhà rồi nó. Tape script 10.29.1. Hi, Grandma. Can we ask you questions about when you were a child? Oh, I don't remember very well now, but I'll try. Who gets the first question? Me, me! Grandma, did you play games when you were a child? Of course I did. We played games with my friends. I had a lot of friends. Oh, and Grandma, did you play games on the computer? No, I didn't. So Paul, we played games with our friends, not with computers. How can you play games with a computer? Computers aren't fun. Did you watch TV when you were 13 years old? We didn't have TV at home. I never watched TV, but I watched the birds singing in the trees. They are more fun to watch than Cartoon Network. Ugh, I don't like Tom and Jerry. Did you help your mom and dad at home a lot? Yes, Dada. I helped them a lot. Every day I cooked breakfast and my sister cleaned the house. My brother helped my dad. Everyone was busy. In our days, children helped their mom and dad a lot. Do you help your mom and dad, Dada? Did you cycle to school? No, I didn't. I walked to school. I walked with my friends. We walked for 2 hours to go to school. Wow!
Did you have a phone? No, I didn't. We didn't have phones when I was your age. We talked with our friends face to face, not on a phone. Grandma, did you have internet? Were you on Facebook? So Paul, now you're being silly. No one was on Facebook when I was 13. No one was on Facebook when I was 50. OK, tỏ bốn mới là tầm bò thì vì rồi mà phải có mối tức lưu bọc rài ở bốn sạp. When grandma was young, nơi bê đài chị đốn nó không mệt. Support, dây thả. Hi, grandma, xuất đây chị đốn, xuất đây dây. Can we ask ta dương ai xua chạy dù nó là xa giấy á. Ta dương ai xua dây nào là lục giấy á. Ta dương ai xua lục giấy xong lùa thì ra đọc bì nó phê ra lục giấy nó không mây mặt đấy. Lục giấy như vậy ta oh, I don't remember very well now. Mình để thả giấy mình chạm bàn cho bà tê là nè. But I try có vấn tay dây nó phê dương. Ai lấy những người xâm lạc từ lời dưới á. Who get the first question? Ta là ná xua xùm lụt một. So Paul dây thả mi, khuyông. Grandma, lụt dây. Did you play game when you were a child? Ta dây miền ban lên game classic nó về đây, lụt dây nó mấy. Lụt dây dây thả, of course, tạm bất ai đi, tạm bất dây lên, tạm bất dây lên. I play game, mình là dây lén chỉ mùi nâng mật phẹo vào giấy. I had a lot of friends, mình dây miên mật phẹo gì chả. So Paul dây thẳng, oh, grandma, oh, lụ dây. Did you play game on the computer? Ta dây lén nó lên game nó lên computer rứ. Grandma, no, I didn't tê. Dây mình tê. So Paul, we play game, dương lên game, chỉ mùi mất phép bao giờ. Mình mẹn chỉ mùi công sư tờ tê. How can we play? Ta dương ai lên game, chỉ mùi công sư tờ yang mạch tấu. Công sư tờ an phần, công tờ mân sơ bài đi đi tê. So phong dây thả. Did you watch TV when you were 13 years old? So phong sư thả, ta dây, ta lục dây một bàn mờ tù tù tê. Nó phê lục dây dụ đọc bài chân năng. Grandma lục giấy cho lại thả vì đi đàn dương mình thề. Mình miền tu tu nộp tia thề. I never watch TV khi mình đài mơ tu tu thề. But I watch the bird còn thế. Có vấn tái dây mơ và xa bạn xây truyền nơi lơ đám chờ. They are more fun miền ca sạp bài rì chứ ra nằm mấy mơ. Chuyện cartoon network chuyện cũng đủ chưa bị chọn. I don't like Tom and Jerry. Dây mình chơi chất thóm hai nắng Jerry tê. Đà ra. Did you have your mom? Ta nẹ chui mạ bỏ nẹ rứ. And dad hai nắng bá nọc tia. Mình là ta nẹ. Chồng dây ra ta dây á. Ta dây chui mạ bỏ dây hai nắng bá nọc tia tràn tê. Dây slide thả. Yes, đà ra. Yes, đà ra. I have, mình là giấy nó cứ chui phụ quạt chỉ tràn. Every day chỉ là ngày giấy chấm ăn hạ về bật. My sister bong sray là bỏ giấy nó cứ xâm ăn tiệt. Hai bong pro nó cứ chui bà. Nẹ rọt nế bì gì là bỏ. Nó không thằng ngày là bỏ giấy nó cứ children mấy mấy. Chui mạng hai nàng bà là bỏ phụ quạt. Phụ kê là tràn. Do you have? Ta nè chui mạng. Hai nâng bà. Thế, đà ra. Đà ra thẳng. Bộ phà. Xuống. Did you cycle to school? Ta dây chi con tàu sẽ là rứ. Dây thẳng lộ. I didn't. Dây mạnh thề. I walk to school. Dây đà tổ riêng. I walk with my friend. Dây đà chỉ mỗi mật phẹt. We walk for 2 hours. Dây đà bì màu. Tâm bay tàu sẽ là riêng. Support Dara Opa. Wow. Support. Did you have a phone? Ta nạc miên tù sập mùi rứ.
Grandma, no, I didn't. Dây mặt tê. Ta dây miền tù sạp tê. Dây phải ta tê mặt tê. We didn't. Dây mặt miền tù sạp tê. Nó phê đà. Dây nói dụ. So có chào. Your age. When I was your age. We talk with our friend. Dây ban trẻ chê chỉ mùi mất kẹt là bọt. Dây tôn mục nìa mặt mẹn tam tù sạp tê. So Paul, dây thả Grandma. Dây. Did you have internet? Ta lúc dây mi internet thế. Were you on Facebook? Ta nè. Mẹ ta dây lấy Facebook thế. Grandma chlai. So Paul, now I love nè. Dây vụt hỏi. Mẹ nè nàm nè lấy Facebook thế. Nó phê là khi ông. Nó phê là dây dụ đạp bây chân nàm. Mẹ nè nàm nè lấy Facebook thế. Nó phê là dây dây dụ hà sắp chân nàm. Chẳng quát ạc bàn lấy Facebook là hồi đại. Ok. Ôn mơ tầm phò mà đi quýnh. Phật sân phôn sẽ đạp bản bán phôn ai tầm mơ xa thầm mấy. Xa khói mơ xa thầm mấy. Listen again, answer the question. Lai xâm lô. With no, she didn't. Or, yes she did. Did grandma play computer game? Ta lục dây lên game computer thế. No, she didn't. Did she watch TV? Ta còn mơ tu tu thế? No, she didn't. Did she cook? Yes, she did. Did she clean the house? No. Oh, yes. She did. No, she didn't. Did she cycle to school? Ta còn đào tu sẽ lạ rứ. Ta còn chi con tu sẽ lạ rứ. No, she didn't. Did she have a phone? Ta còn miên tu xa mươi rứ. No, she didn't. Một slide mở bọt. Look at the sentences. Relate mở bởi vô. Answer the question. Phôn mở bởi vô tất cả này. Kế sẽ là time ED. Để xa kê sẵn. Vì tìm toàn. Hay dư một cách. Thì chết tất cả. Kế dự time ED. I walk for 3 hours. Khi ông đã dạp với 7 màu. She walk for 3 hours. Dương đã dạp với 7 màu. He walk for 3 hours, dương đá rẻ phê 7 mòn. It walk for 3 hours, việc đá rẻ phê 7 mòn. She walk for 3 hours, niềng đá rẻ phê 7 mòn. She walk for 3 hours, phụ kê đá rẻ phê 7 mòn. You walk for 3 hours, phụ nẹ nó đá rẻ phê 7 mòn. Anh ấy chi chìa pa chạp bòn. Và sân chia sùng núa dương xua đít đá hội. Bằng cách ở tay đá cá chứ khi dân dọn did. Did I walk? Did she walk? Did he walk? Did it walk? Did they walk? Did we walk? Did they walk? Chẳng dân ai bằng cách bạn. Thì bác bị did cực thiên năng ở tay đá cá. Bác sát cái chân là hình bác didn't hold. I be you there, he see it didn't. I didn't walk, she didn't walk, he did, she didn't walk. He didn't walk, we didn't walk. They didn't walk, you didn't walk. Bởi trai trong lại clay, bởi dương srop, dương trai đã did. Bởi đại bởi sân bạ sát, nhưng bạ didn't. Yes, I did. Yes, he did. No, he didn't. No, he didn't. Yes, they did. Yes, we did. No, you didn't. Yes or no? I walk. A walk, lie, talk, play are examples of past simple. Be walk, be lie, be talk, be play. Cứ chờ tiêu này kế sắp ở tay tất cả. We use the past simple verb dừng pra kế sắp ở tay tất cả. Đó bởi như vậy ông biết ở tay tất cả. Thế này, thích mà. We use past simple dừng pra kế sắp ở tay tất cả. Đó bởi như vậy biết ở đâu? No. Dương pra passing poll, kê sạp passing poll, bởi vì dương bí, nó bởi vì dương dụ bài chân nặng, no. We add dương thay mì đi, rưu gọi đi, tự bằng cách tay đặc ca, yes. Weeks were, ta biết mùi nát, nó ngặt tay đặc ca, tùm rô ngặt tay đặc ca. Choose, write in your notebook. Dương work, listen, watch, have, nè, kê sạp, tùm rô ngặt tay đặc ca. Cook, liu, nè, liu, play. Lie, clean, not take a car, time it is stopped,
Write the past simple form. So say the wrong at the gun, lay face up the tatian, a clone of book of one. Listen, but cut the chair at the gun, listen. Correct the mistake. When I was 6 years old, I walked to school. Did you watch TV last night? No, I didn't watch TV. Right question, ask your part, ask your teacher. Miss Mong, Phenya Mong, did you play football when you were 8 years old? Ta nẹ ban lê ba tuột, nô kê đa nẹ yu phẩm bấy chân am tế. No, I didn't. Complete the sentence, bông bình, prayo. Ông pi nẹ, nhóm bộ này, bình hồn này, ba nẹ. When I was 5 years old, I live in Rompeng, I live in Yung Moho, I play. But that case, I thought, you time ED. It's how we mean ED, you time that ED, line, live in play time ED, watch time ED. And ED, you time that ED. And ED, but I saw I right question, so say some law. Question. Did you live in Siem Reap? Ta nẹ luôn lâu trong Siem Reap rứ? My answer, no I didn't. My friend answer, chúm lại bằng mật. Chẳng bố này xe luôn này. Look at the picture. Mind the words with picture. Listen and repeat. Cover. Cover nó crop được ở bằng. Miss. Nấc. Cry, yung, wait, wrong chan, call, how, do some, carry, can. Tập ôn chan, tập. Học nhé. Thêm nữa. Tape script 10.29.2. Cry. Cry. Wait. Wait. Carry. Carry. Cover. Cover. Call. Call. Miss. Okay. Read quickly. Did our have a good weekend? Ta our mean ngay trong sọc đà đà lọ mùi rí. Ta cứ bọc ra ở con sát. Dara. Hi our. Tuesday our. How was your weekend? Ta ngay trong sọc đà đà bọc lẹ ngư dàng mạch đá. My weekend. Ngay trong sọc đà đà bọc nhộn. Well, I was tired. Khiom hot na. Dara, did you eat a lot of? Did you eat a lot? Ta nẹt nhầm tràn rứa na ngày trong sập đá. No, I didn't. Tề khiom mần tề. I looked for some food. Khiom rộp hộ hà kla. But I gave it. Còn bần tè khiom oi vỉa tàu aruni. Then I waited for her. Bần tò mò khiom rong chăm vỉa. She's cried a lot. We yung chan. She's cried. We yung ya pe bay mau. Nau thangai sau. Hai nung buon mau. Nau thangai at. I didn't sleep at all. Pyong man ban keng to da sa. There's not food. Did you watch football with Sopal? Tane ban mơ ban toat chi moi Sopal te. No, I didn't. I wanted to watch football. Pyong chong mơ ban toat. But I carried irony. Có bàn tay khiêm can irony. Group baby all the time. I cover her with leaf too. Nhưng bàn crop leaf nó crop rồi gọi bằng á. Nhưng bàn crop bia chỉ mua những sạc chơi chỉ tràn phòng đại. Leaf đi sạc chơi. Tùm rung bạch bọn á tùm rung ai bạch nạ biết cứ L-E
L-E-A-F cái lục áo chính đô dư vi à liệt mạng sợ chờ bọn cả then I change bọn tỏ mốc nhóm bàn plạp đô sợ chờ she didn't like them vì ở chỗ chất phụ về thế đà ra ô I see nhóm dư hai did you visit your friend at the weekend mình là ta nẹ ban tổ lê nhờ bất cả bọn nẹ nó ngay trong sập ra thế ông hoàng ta no I was too tired young hot I play with the baby khi lên chỉ môi nâng baby then I clean my nest còn tỏ mốc nhóm sống ạt sống bốc rồi bọc nhóm then my dad called còn tỏ mốc bà nó cứ call hào he wanted to see Aroni too quát trong chụp Aroni phong đài đà ra oh but có vấn đề did your friend visit you có vấn đề một phẹo rồi bọn nhạc bàn một lê nhạc thế I won't lie yes they did they visited me on Saturday and Sunday vụ quạt một lê khi ông là tháng ngày 6 hay là tháng ngày ạ tật so Paul and Bopha visited me so Paul hay nâng Bopha một lê khi ông they played and talked to Aroni vụ quạt lê hay nâng trời trẻ cái lý chỉ ngồi Aroni but you didn't có vấn đề nè mình bán một lệnh trong thế đà ra oh but I'm not here now còn thế khiêm lần là ngày ta ai lỡ nè here's some ice cream nè cả em khá xong lắm nè did you miss me ta nè nực trong thế à bố maybe hai ok person bồn đã bắt bàn và cả bỏ lại bỏ lúc cứu nâng bồn ai mở xa lăng bình read again tick or cross and bắt đầu tiếp đặt tick rồi có cross one Avo didn't look for food Avo mình bàn lộn hộp hà thế châm lại hà thế Avo didn't sleep Avo mình bàn đầy tế bị bước baby bảo viên đang dùng Avo watch football Avo mơ bà tội A wong dead mẹ ổ rồi bà A wong nâng mình chăng một lên baby thế Dara visited A wong Dara một lên A wong là ngày trong sắp đà Six A wong weekend ngày trong sắp đà rồi bà A wong cứ busy rồi bà Look at the sentences cứ lên mơ bà dù What the rule ta có buồn cho bà mắng cửa vậy Can you write the word ta nè ai sẽ xe biết nâng bàn thế Aroni cried a lot. A wong carried Aroni. Chẳng như mơ ni cry, để xa kê sẵn nó bị chạp đò sau vái. Dương bà đồ thì chia tay cá nhưng thèm đồ vai mất thèm ai sẵn mình như thèm y đi. Carried cái chẳng đẹp. Chẳng kê sẵn ra bị chạp đò sau vái miền sẵn. Ở miền trình nè, kỳ thọc bà đồ try cái dương bà đồ. Ai y đi mơ merit cái dương bà đồ vai thì chỉ ai y đi. Dry cái dương bà đồ vai thì chỉ ai y đi. Dry nên thua xuống Dry nếp chi dưỡng dry, 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 dry. Listen, is it the or it ta? Vì chia xong lên thật, rưu có xong lên đất, rưu có xong lên it. Write the word, so say biết nó không lột bút rồi bọn nè. Chẳng mình biết cover, mình biết miss, call, cry, wet it, carry it, lie, hat it, want it, play, look, cook. Watch. Chúng bọn ai đọc thêm hay sơ xê cho xung lệnh thật, xung lệnh đất, hay nâng xung lệnh đất. Các nông ca bằng thêm y đi từ lỡ kê sáp y miên xung lệnh bấy, xung lệnh thật, xung lệnh đất, xung lệnh it. It watch, play, carry it. Đó, đọc thêm bằng thế. Tape script 10.29.3 T Missed Liked Cooked Watched. D.
Xâm lệch đã, bốn mơ xâm lệch đã, miền kê sắp với kê khlác. Xâm lệch đã. Covered. 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 Cold. Cold. Cried. Cried. Played. Played. It. Chúng bốn mơ xong lên it mà đó. It. Waited. Waited. Carried. Carried. Hated. Hated. Wanted. Wanted. Và chân nó về dân thang ý đi kê sắp miên xong lên bày, xong lên chắc, xong lên đắc, nâng xong lên ít. Nó có nông dương ní dân ai chơi rơ bàn miên biện miss, xong lên thấp nó miên miết, miên bố miên watch, miss, lie, cook. Đó xong lên đắc miên play, cover, call, rise. Đó xong lên ít, miên carriage, waited, had it, wanted. Ok, đáp bàn đấy bố. Work with your partner, write about your weekend. So Paul, did you have a good weekend, Dara? Dara, yes, I watch TV on Saturday. I watch TV for 4 hours. So Paul, speak to your partner. Did you have a good weekend, Dara? Yes, I watch TV on Saturday. I watch TV for 4 hours. The best holiday ever. Draw a timeline. Who the timeline? Nghĩ đi kèo là timeline. Nó có nó notebook là bọn này. Order the word đã lòng là biết. So say phụ viết nó là timeline. Chẳng phê là... Nhi chứ phê là lâu. Nhi chứ phê là tay đặc cả. Thế nghe? Nhi chứ phê là tay đặc cả. Nhi cứ chỉ là lâu. 3 days ago, 7 tháng ngày muốn. Last week, sắp ra muốn. Yesterday, ngày mà sau mình. Last night, ca bị dục muốn. A long time ago, phê là bị liều muốn. Chẳng cho người phụ sắp mơ ta biệt, ta ngọt nâng biệt ná kì đi dây môn á. Có bằng tay, bốn trăm tiền sạp ở mẹ thêm. Tập. Tape script 10.29.4. A long time ago. A long time ago. Last week. Last week. 3 days ago. 3 days ago. Yesterday. Yesterday. Last night. Last night. Now. Chắc là bọn ai đọc mình cho bà ấy, bọn đọc cho bác bọn ai chờ đọc xa tiết hay riêng viết ta tam lòng đọc lòng đói đi xô môn, bọn sơ xê môn nhá. Đi chơi a long time ago, last week, 3 days ago, yesterday, last night, now. Listen and check, listen and repeat. Look, who had a good holiday? Ta đã nói miên holiday đã lọ. Who had a boring holiday? Ta đã nói miên holiday đã cụ ơi boring của thuyền tròn. Guess the number. Tell your partner. Prap đại cú rồi bọn nè. Chắc bọn chăm sẽ đập thêm ní. Thêm ní cứ miên lâu tùm bò tí. Pì rối. Một phây bụng mùi. Chắc bọn sẽ đập tùm ọc lía. Bọn ai bà sẽ phâu bọc ốm. Lâu tùm bò pì rối một phây bụng mùi. Thêm đọc chạch. Một phây muốn chạch prap.
transcript 10.29.5. Hi, my name is Chinadu. I'm from Nigeria in Africa. 2 years ago, I had the worst holiday ever. Guess what happened? Well, I went camping with my friends. We stayed on the mountain for 3 days. On the first day, it rained. We got all wet. We were really cold. We didn't play any games. There was a very strong wind. We just watched the trees dance. It was so dark. We couldn't make a fire. Then, on the second day, I heard strange noises. I was so scared. I knew I heard monster noises. I called my mom, but she didn't answer. I didn't sleep that day. On the last day, something happened. It made me cry. Can you guess what happened? Hi, my name is Chisholm. I'm from the Philippines. Last week, I had the best holiday ever. Guess what happened? Well, I went swimming with my family. We went to 3 beaches. On the first day, we traveled by boat. We ate and sang songs on the boat. We traveled for 4 hours. We were very excited. Then we went to an island. We stayed there for the night. Mom cooked dinner and we ate at the beach. It was the most delicious meal ever. I also met a nice boy. We played football. We like him. Yesterday, we traveled back home. Something happened on our way home. It made me really happy. Can you guess what happened? The best and the worst. Best is the worst. Worst is the worst. Unworst. Chinadu, hi, chumbo bok nhom ku Chinadu. I'm from Guinea. Khom mau pi Guinea. Nau knong Africa. The Africa. 2 years ago, pi chnam kalong to hai, I had the worst holiday. Khom thlop mien holiday dal akrok bom phot. Guess dear, what happened? Awai ka ta. Well, I went camping. Khom ban to boh chumrom. With my friend Jimmy McPherson, we stayed on the mountain. Yung snak nau le phnom for 3 days. Yep, bay thangai. On the first day, na thangai dam bong, it rained. We played. We got all wet. Yung thang ok nia ta tuk sam ok. We were really cool. Yung rungi man tan. We didn't play any game. Yung man ban le game kla te. There was a very strong wind, made shallow clam. We just watched the tree dance. Yung grunt the ban mer dam chur rong dance. It was so dark, we ngatna. We couldn't make a fire. Yung man ai bang kat phleung ban te. Then on the second day, ban to mok no thngai ti 2, I heard strange noise. Khom lue so som leng chum lai. I was so scared, khom khlai na. I knew of him long time. I heard monster noise. Yom man lư sum lên sát chum lại. I call my mom. Yom hào mạ bọc yom. But she didn't answer. Có bàn tay quát mần bàn chạy tỏ tế. I didn't sleep that day. Yom mần bàn kênh tế cả bí dục môn. On the last day, nó thường ngày chung cry, something happened. Vậy vậy cả là, it made me cry. Vì thôi khi yom. Can you guess what happened? Ta nè ai tế mơ hả vấn cả là. Chisung. Nhi dạy. Hi, my name Chisung. Sự tế chung một vọc nhóm cư Chisung.
I'm from the Philippines. Khi mô bì bà tê Philippines. Last week, ta bì sắp là mùn. I had the best holiday ever. Yom thlop miên holiday đà là all hot. Guess what happened? Tì mơ, ở với đề cả là, well, I went swimming yom tờ hai tật chì mùi nâng phù xa rộng nhóm. We went to three beaches. Dường bàn tờ chì nê xa mọt bấy. On the first day, là ngày lần 4, we traveled by boat dường phù rộng nà đời tù. We ate dường bàn nhóm and sang hai nâng chriêng chùm riêng on the boat nơi lần tù. We traveled for 4 hours. Dường bàn phù rộng nà 4 mọc. We were very excited dường lần phớp nà. Then we went, bật tốt mới dường bàn tàu có mùi. We stay there, dường bàn đầu tiên nữa. Xong rạp dụng nè. Mặn, mặn, cook dinner, mặn cho bàn là 2 phê lần gì. And we ate at the beach. Hai dường nhắm nó ai à. Trên đây xong rồi, ate nó một bị eat. It was the most delicious. Vì chẳng anh một phật, vì chìa hà để chẳng anh một phật. Mìl mìl nó cứ hà. I also met khiêm bàn chụp phật sản mà nè. Vì play dưỡng lên bàn tiền để lời chân hệ sử mật. Mình phật sản á. I really like him khiêm chú chất quạt mạnh tiền. Yesterday mà sau mình dưỡng bàn phụ đồng nào thật là một tiền huynh. Something happened on our way home. Vậy vậy bàn cả láng nó tạm phó một tiền. It made me really happy. Vì thua khiêm sử bài chất mạnh tiền. Can you guess what happened? Tên là ai tìm mơ ở đây để cả lạc. Chúng mình xin bồn, sắp ở trí bác ai sắp xa lạc. Listen again, answer the question with no, he, she didn't. Hai lần, yes, he, she did. One, did Chinedo enjoy his holiday? Ta Chinedo bình chật holiday bỏ qua thế? No, he didn't. Did he make a fire? Ta quạt ban bằng cắt phlơm thế? Make a fire nó cứ bằng cắt phlơm. Was he scared? Ta quạt phải khai thế? Did Chisholm play sport? Ta Chisholm lên cái lạ rứ. Did she sleep on the island? Ta niên kênh nơi lời cỏ rứ. Island cỏ. Was she sad? Ta niên kìm cỏ rứ. Chắc bọn ai trả lời xong luôn nữa. Yeah, he did. No, he didn't. Yes, he was. Yeah, he was. No, he wasn't. Yes, he did. No, she didn't. Yes, he did. No, she didn't. Yes, he was. No, she wasn't. Chắc bọn ai mới thêm hàng chóng đằng này. Right, the ending to the story. So, sẽ cho mình chọn về rướng. Which story has a happy ending? Ta rương mùi ná, miên ca mình chọc đôi đấy sọc bái đi đi. Which story has boring ending? Ta rương mùi ná, miên ca mình chọc đôi cua thuyền tròn. Ai xe mơ. Nóng khổng mê riêng tìm một phê bổng bốn ít cư bổn chê. Kể đề sắp. A tây đề cao chì tràn. Tìm mối, tìm bí bổn chê bằng ca kê sắp thòm đá. Từ chi kỳ sắp tùm rung và chụp bón từ chi tùm rung ở tây đất cả đời thaym ED thaym ED nó phê ná lúc vai thaym ED nó phê ná tí bấy ôn chết vì ca mình chênh xâm lý nó ca thaym ED tớ vì mình xâm lý ấy mình xâm lý thấp xâm lý đất hình lưng xâm lý và số mà con phố phố ôn xa chết mây mà đạo tiết chụp nghĩa nào mê đến xàm sập. Bye.